Nga mở hướng tấn công từ Bakhmut tới Chasovka sau tranh diễn ra dữ dội. Biệt kích đặc nhiệm Ukraine thực hiện các nhiệm vụ đầu độc, ám sát tối mật ở Nga. Tổng Ukraine bất ngờ thừa nhận ưu thế vượt trội của quân đội Nga. Nga tuyên bố không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vì đã có khách hàng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang ngày càng có những diễn biến mới căng thẳng trên các mặt trận. Ngày 17 tháng 12, kênh G3 đưa tin, theo hướng Zolida, tại tâm điểm Bakhmut, các cuộc đụng độ tích cực tiếp tục diễn ra trên đường cao tốc Chasovka-Karamovo, nơi Ukraine đã xây dựng một mạng lưới các vị trí kiên cố. Với sự hỗ trợ của UAV, các binh sĩ thuộc lực lượng dù quân đội Nga đã thực hiện các hoạt động tấn công tại khu vực giữa Bohdanovka và Krasnoye ở Bắc Bakhmut, chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của đối phương, mở hướng từ Bakhmut thẳng tiến tới Chasovka. Theo kênh Aiden, ở Nam Bakhmut, ngọn đồi phía Tây Klitschivka đã nằm dưới sự kiểm soát và lực lượng Moskva đang phát triển xung quanh đường cao tốc 0506. Các khu vực trong ô màu đỏ trong bản đồ dưới đây sẽ trở thành ưu tiên của lực lượng Moskva. Một khi các khu vực này sụp đổ, Ukraine sẽ khó có thể duy trì nguồn cung cấp cho Ivanisk và buộc phải rút lui hoặc chấp nhận bị bao vây ở khu vực này. Đường đến Chasovka ngày một ngắn lại với lực lượng Moskva. Có thông tin cho rằng Ukraine cuối cùng đã rút lui, bỏ trốn hoàn toàn Klitschivka và các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, chiến sự vẫn đang diễn ra phức tạp, khó có thể sớm xác định chính xác. Tại khu vực Avdiivka, kênh G3 cho biết, quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công khu vực kiên cố của Ukraine trong thế gọng kìm. Ở sơn phía Bắc đang diễn ra các trận chiến ở ngoài ô Stepove và trong vành đai rừng trên đường tiếp cận Novokalinovo. Ở sơn phía Nam, tình hình không thay đổi. Sau vài ngày thời tiết xấu, hoạt động của cả hai bên tại khu vực này đã giảm bớt. Tại khu vực Nevesque, Ukraine cố gắng tấn công các vị trí tiền phương của Nga nhưng không thành công. Theo kênh GV Orenkory, các trận chiến gần Avdiivka diễn ra theo kịch bản tương tự như ở Bakhmut. Quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự dọc hai bên sườn, khiến việc phòng thủ các thành phố là không thể. Do thiếu các công sự tương tự, cũng như thiếu tuyến phòng thủ thứ hai và đủ nguồn dự trữ như Moscow dựng lên ở miền Nam, nên việc lực lượng Ukraine thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, Moscow có ưu thế vượt trội về UAV với tần suất sử dụng tới khoảng 70 chiếc mỗi ngày, liên tục hoạt động săn tìm các mục tiêu của Ukraine trong khu vực. Ở khu vực Kupiansk, chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra gần Sinkovka, ở khu vực Kremenchuga và trong khu vực mỏm Toskeo, cũng như rừng Siberiansk, Moscow đang tăng cường lực lượng và đẩy mạnh tấn công. Ở khu vực Orekhov, các đơn vị Nga tiếp tục tấn công, giành lại các vị trí đã mất trong mùa hè. Ukraine đang bị dồn ép từ hai hướng cùng một lúc, phía Tây Chaputino và phía Bắc Verbov. Lực lượng Kiev cố gắng thực hiện các cuộc phản công cục bộ nhưng bất thành. Ngược lại, các đơn vị đổ bộ đường không và bộ binh Nga đang tham gia vào một cuộc tấn công mạnh mẽ gần Chaputino và Verbov, chiếm giữ thành công các vị trí, hạ gục nhiều tay súng và vũ khí của Ukraine. Theo kênh GV Voenkory, lực lượng Nga đã chiếm thế thượng phong và đang tận dụng thành công của mình bằng cách tung ra hàng loạt đợt tấn công mạnh dọc phòng tuyến Kopani, Chaputino, Novoprokopovka, Verbov. Tại khu vực Kopani, Chaputino, Novoprokopovka, lực lượng Moscow được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh đang tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine. Họ đã đánh bật bộ binh Ukraine ra khỏi chiến hào và tiến lên được tới 1 km ở Chaputino và Novoprokopovka. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận họ đã mất thế chủ động. Trong báo cáo buổi sáng ngày 17 tháng 12, họ đề cập đến 12 cuộc tấn công của đối phương ở phía Tây Novoprokopovka và Chaputino, và trong báo cáo buổi tối, họ đưa tin về 3 cuộc tấn công ở phía Tây Verbov và Chaputino. Trong khi đó, Ukraine Pravda dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 16 tháng 12, 54 cuộc đụng độ đã diễn ra, hầu hết các cuộc tấn công của đối phương đều bị đẩy lùi theo hướng Liman, Kupiansk, Avdiivka, Mariinka, Bakhmut, Zaporizhia. Lực lượng Ukraine tiếp tục giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Dnipro, Kherson, gây ra nhiều tổn thất cho phía Nga. Rạng sáng ngày 17 tháng 12, cơ quan an ninh SBU và lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt tấn công một sân bay ở vùng Rostov. SBU cho biết, mặc dù Moscow có truyền thống tuyên bố bắn hạ tất cả các UAV, nhưng trên thực tế, SBU và lực lượng vũ trang Ukraine đã gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương ở căn cứ. Sân bay là một mục tiêu quan trọng vì có Trung đoàn Không quân Chiến thuật 559 của Nga đóng ở đó.
Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ không kích có tới 20 máy bay Su-35, 3 trạm radar và các khí tài khác có mặt tại sân bay. Guardian dẫn báo cáo số liệu thương vong mới nhất của Nga của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, tới ngày 17 tháng 12 cho biết Nga đã có 346.070 binh sĩ bị thương vong ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hồi tháng 2 năm ngoái, trong đó có 1.250 người thương vong trong 24 giờ. Theo ước tính của quân đội Ukraine, con số đó cao hơn các báo cáo từ tình báo Mỹ. Một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật trong tuần này đánh giá giao tranh đã khiến Nga thiệt hại 315.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Ukraine cho biết Nga cũng đã mất 5.739 xe tăng, 10.692 xe chiến đấu bọc thép, 10.766 xe cộ và bồn nhiên liệu, 8.137 hệ thống pháo binh, 923 hệ thống tên lửa phóng loạt, 609 hệ thống phòng không, 324 máy bay, 324 trực thăng, 6.278 UAV, 22 tàu thuyền và 1 tàu ngầm. Mới đây, một sĩ quan Ukraine được biết đến với biệt danh Mykolai cho biết các biệt kích đặc nhiệm của Kiev đang thực hiện nhiệm vụ phá hoại, đầu độc và ám sát tối mật ở Nga. Theo đó, sĩ quan Mykola nói với tờ The Times rằng các đặc vụ đang được huấn luyện để thực hiện các hoạt động phá hoại, đầu độc, ám sát và đánh lạc hướng sau phòng tuyến của ơn đối phương. Ông cho biết họ mặc quần áo dân sự, mang theo giấy tờ giả và chỉ dùng bước đi để định hướng. Theo ông Mykola, các nhiệm vụ này rất bí mật, ngay cả cấp trên của ông cũng không biết về chúng. Theo tờ The Times, nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ tuyệt mật một phần là do nguồn vốn được chuyển đến Ukraine từ EU và Mỹ ngày càng cạn kiệt. Tại một căn cứ trại huấn luyện bí mật, Mykola nói với The Times rằng điều đó không có trong sách, chính phủ quá chậm chạp và quan liêu, chúng tôi cần đào tạo con người nhanh chóng và chuẩn bị cho họ sẵn sàng. Chính phủ không có trại huấn luyện chuyên biệt nào cho các loại hoạt động cần thiết để chống lại cuộc chiến này. Ukraine cũng đang phải vật lộn để theo kịp số lượng binh sĩ Nga và đội quân máy bay không người lái của Nga, vốn đông hơn họ với tỷ lệ 7-1. Mykola thừa nhận điều này và tin rằng những nhiệm vụ này sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine. Sĩ quan Ukraine nói, chúng tôi chỉ có thể cạnh tranh về kỹ thuật phẫu thuật, công nghệ và tư duy kinh doanh của chúng ta sẽ đánh bại thịt và thép của Nga. Ông Mykola cũng giải thích các điều kiện tối ưu cho sứ mệnh xuyên biên giới vào Nga, chẳng hạn như đám mây thấp che khuất mặt trăng và các ngôi sao. Ông cho biết họ sẽ mặc quần áo dân sự, mang theo giấy tờ giả, không điện thoại, sử dụng la bàn, bản đồ và đếm bước đi để định hướng. Sĩ quan Mykola nói thêm, hầu hết các nhiệm vụ đều quá đơn giản để giải thích, chủ yếu là vì Điện Kremlin muốn giữ im lặng về lính biệt kích đặc nhiệm Ukraine đang lang thang khắp vùng nông thôn Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng những người như ông chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin vào tháng 5 năm 2023. Ông nói, chúng tôi cũng có những người Nga ở Nga giúp đỡ chúng tôi. Sĩ quan Ukraine cũng chỉ trích các nhiệm vụ của các đặc vụ quân sự khác trong quân đội Ukraine, chẳng hạn như cuộc đột kích táo bạo bằng mô tô nước vào Crimea được ghi lại trên video, gọi đó là hoàn toàn lãng phí thời gian và nguồn lực. Ông cho biết, chúng tôi gọi những người thực hiện việc đó là lữ đoàn Spielberg. Họ đã đi, nhìn thấy và quay phim. Như thường lệ, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, ông Kirill Budanov quan tâm đến việc cử người đi làm phim quảng cáo hơn là các hoạt động nghiêm túc. Ngày 17 tháng 12, cựu phó thư ký Hội đồng An ninh Kiev, tướng Sergei Krivonot bất ngờ thừa nhận rằng quân đội Nga đã được huấn luyện bài bản tại các căn cứ phía sau trước khi được đưa ra tiền tuyến và các lực lượng này đang dần mở rộng khả năng của mình. Tướng Sergei Krivonot đưa ra nhận xét này khi nói chuyện với kênh 5 của Ukraine. Trước đây thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Ukraine, Piotr Poroshenko có giấy phép phát sóng vào tháng 4 năm ngoái và hiện chỉ phát sóng trực tuyến. Ông Krivonot cho biết hiện tại khả năng huấn luyện quân đội của Moscow phù hợp dường như đã vượt qua Kiev. Ông Krivonot về hưu nêu rõ, họ ở hậu phương sâu, ngay cả trên lãnh thổ Nga, đã tích cực tổ chức huấn luyện và thành lập các đơn vị mới, được huấn luyện tốt, chất lượng cao, mang lại cho họ cơ hội. Vị tướng về hưu này lưu ý rằng, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể năng lực máy bay không người lái của mình, với việc sử dụng máy bay không người lái FPV trên tiền tuyến đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Ngoài ra, theo ông, quân đội Nga còn thể hiện động lực cao nhờ tinh thần cao cũng như mức lương xứng đáng. Hiện chính quyền Zelensky chưa lên tiếng phản hồi trước các bình luận của ông Krivonot. Trước đó, tướng Krivonot cũng tiết lộ sự bất hòa giữa quân đội ở tiền tuyến, đồng thời cảnh báo về việc không hài lòng với cách Kiev xử lý cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Vị tướng này cho rằng Kiev đang chiêu hồ bằng cách đối xử với quân đội, những người mà ông cảnh báo có thể hành động khá khắc nghiệt để đáp trả. Ông nói, không có nghĩa trang mà là toàn bộ bãi chôn lấp, những người ở tuyến đầu luôn ghi nhớ những điều như vậy.
Tướng Krivonos trích dẫn một thông báo gần đây của nhà điều hành đường sắt quốc doanh Ukraine cho biết, quân đội không đồng tình với việc trong thế chiến, các chuyến tàu theo mùa vẫn được mở cho những người đến vui chơi tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Ông cho rằng đất nước cần chuyển sang chế độ cuộc chiến tổng lực và cáo buộc Tổng thống Zelensky đã không làm như vậy vì sợ mất đi sự nổi tiếng. Ông Krivonos là người tham gia tích cực vào giai đoạn đầu cuộc xung đột ở vùng Donbass của Ukraine khi đó, nổ ra sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev. Vị tướng về hưu được cho là đã đích thân chỉ huy quân đội ở tiền tuyến, bao gồm cả sân bay Donetsk, nơi chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Ukraine và dân quân Donbass. Những nỗ lực của Krivonos trong cái gọi là chiến dịch chống khủng bố của Kiev ở Donbass đã được Poroshenko khen ngợi, người cuối cùng đã nâng vị tướng này vào Hội đồng Bảo an. Thế nhưng vào cuối năm 2022, vị tướng này đã bị Tổng thống Zelensky sa thải khỏi Hội đồng Bảo an vì bị cáo buộc không có tinh thần đồng đội. Người chỉ huy cuối cùng đã rời quân đội, được cho là đang chịu áp lực và trở thành người chỉ trích thẳng thắn Zelensky cũng như cách tiếp cận của ông trong việc xử lý cuộc xung đột với Nga. Ngày 17 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga, ông Dmitry Patrushev, tuyên bố nước này không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen bởi Nga đã có một lượng khách hàng riêng biệt. Hãng thông tấn RIA Nga dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết, không tính đến thỏa thuận ngũ cốc sắp hết hạn, khối lượng xuất khẩu ngũ cốc của chúng tôi vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng nhẹ. Cũng theo Bộ trưởng Patrushev, tính đến giữa tháng 12, Nga đã xuất khẩu hơn 30 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2023, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Patrushev lưu ý, đây là một quyết định mang tính chính trị. Tuy nhiên, một lý do khác để Nga tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bởi nước này vẫn có một lượng khách hàng riêng. Cùng ngày 17 tháng 12, một số nguồn tin cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Vyacinin đã thảo luận với Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Rebecca Greenspan và Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Greenfield về việc cung cấp miễn phí ngũ cốc và phân bón của Nga cho các nước có nhu cầu nhất trên thế giới. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc tham vấn với sự tham gia của đại diện các cơ quan và công ty liên quan của Nga. Trong thông báo ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các quan chức tiếp tục trao đổi chi tiết quan điểm về các nhiệm vụ bảo đảm khả năng tiếp cận phân bón và lương thực của Nga mà không bị cản trở có tính đến thị phần đáng kể của chúng nhằm vượt qua khủng hoảng trong lĩnh vực an ninh lương thực toàn cầu cũng như đối phó với nguy cơ xảy ra nạn đói. Ngoài ra, các bên cũng thảo luận chi tiết về hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga vốn bị các lệnh trừng phạt đơn phương của các nước phương Tây cản trở, đồng thời lưu ý đến việc viện trợ nhân đạo ngũ cốc và phân bón trong nước cho các quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasakuler cho biết, nước này vẫn cố gắng khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc nói trên, cũng như thúc đẩy sớm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trước đó hồi tháng 7, Nga đã rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc một cách an toàn qua một hành lang thương mại ở vùng biển đen. Cũng từ sau khi Nga tuyên bố không gia hạn thỏa thuận này hôm 17 tháng 7, sáng kiến ngũ cốc biển đen đã bị đình chỉ khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng vọt. Moscow giải thích họ rời thỏa thuận ngũ cốc trên do thỏa thuận này không hỗ trợ cung cấp ngũ cốc cho các nước nghèo nhất và vì các cam kết về việc nới lỏng giới hạn xuất khẩu đối với lương thực và phân bón của Nga vẫn chưa được đáp ứng. Chiến sự Nga-Ukraine được cho là sẽ tiếp tục căng thẳng trong năm tới, nhưng áp lực với Kiev sẽ lớn hơn khi động lực ủng hộ từ phương Tây lung lay. Theo đó, khi xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ hai, hàng nghìn dân thường Ukraine đã thiệt mạng, nhiều thành phố và làng mạc bị phá hủy, gần 1/4 dân số nước này vẫn chưa thể trở về nhà. Nga được cho là cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ về nhân mạng và đã chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho trang thiết bị quốc phòng phục vụ cuộc chiến. Trong cuộc họp báo mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận Nga đã triển khai khoảng 617.000 quân trong xung đột ở Ukraine, trong đó có 300.000 người được huy động theo lệnh động viên một phần cuối năm ngoái. Khoảng 244.000 binh sĩ đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát. Tình báo Mỹ ước tính hơn 300.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Bất chấp những tổn thất lớn, Nga chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt chiến dịch ở Ukraine. Ông Putin tuyên bố hòa bình ở Ukraine chỉ đến khi Nga đạt được mục tiêu của mình là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa và đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine, điều Kiev kiên quyết bác bỏ. Giới quan sát cho rằng phát biểu này của ông Putin báo hiệu Nga và Ukraine sẽ tiếp tục cuộc xung đột khốc liệt có thể kéo dài qua cả năm 2024. Ukraine từng kỳ vọng sẽ kết thúc xung đột trong năm 2023 bằng chiến dịch phản công quy mô lớn, nhưng điều này đã không xảy ra.
khi họ không thể xuyên thủng phòng tuyến kiên cố được Nga củng cố trong nhiều tháng. Chiến dịch phản công bế tắc khiến một số người cho rằng Ukraine sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đánh bại lực lượng Nga để giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng, dẫn đến việc giới lãnh đạo nước này phải chấp nhận ngừng bắn. Tuy nhiên, chuyên gia từ Trung tâm Á-Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, Mỹ, ông Mark Timicki cho rằng đây là nhận định sai lầm. Dù chiến dịch phản công không tạo được đột phá, nhưng cho tới nay, quân đội Ukraine đã giành lại hơn một nửa diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Kiev cũng giành lại được một số vị trí quan trọng ở miền Nam và miền Đông. Trong suốt thời gian giao tranh, tinh thần chiến đấu của Ukraine được cho là vẫn luôn ở mức cao. Phần lớn người dân nước này ủng hộ Tổng thống và quân đội, tin rằng họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng, đẩy toàn bộ lực lượng Nga khỏi lãnh thổ. Quân đội Ukraine vẫn cam kết tiếp tục chiến đấu với quyết tâm giành chiến thắng. Chiến tuyến nhiều khả năng sẽ đóng băng trong mùa đông khắc nghiệt, nhưng khi thời tiết ấm lên, quân đội Ukraine có thể tiếp tục chiến dịch phản công của mình, tìm kiếm những thách thức mới để chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam và miền Đông. Về phía Nga, dù quân đội chịu nhiều tổn thất trong suốt cuộc xung đột, hầu hết người dân nước này vẫn ủng hộ chiến dịch tại Ukraine. Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc ngừng cuộc chiến. Chính phủ Nga cũng đã bố trí ngân sách để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine. Chính phủ Nga dự kiến rót 10,8 nghìn tỷ rúp, tương đương hơn 118 tỷ đô la Mỹ cho các dự án quốc phòng. Chi hơn 3,4 nghìn tỷ rúp, khoảng 37 tỷ đô la Mỹ còn lại cho các hoạt động thực thi pháp luật và an ninh quốc gia. Mức chi cho an ninh quốc phòng của chính phủ Nga năm 2024 là 14,2 nghìn tỷ rúp, tương đương hơn 155 tỷ đô la Mỹ, chiếm 38% tổng ngân sách nhà nước. Đây là mức chi cho an ninh quốc phòng chưa từng có. Tổng ngân sách nhà nước của Nga năm 2024 dự kiến là 36,6 nghìn tỷ rúp, hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiết lộ ưu tiên hàng đầu của Moscow hiện nay là tăng cường khả năng phòng thủ và hỗ trợ các quân nhân, binh sĩ nằm trong lực lượng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chuyên gia Timicki nhận định, cả Ukraine và Nga hiện tại đều không sẵn sàng đàm phán. Vì vậy, cách duy nhất để kết thúc xung đột có lẽ là trên chiến trường. Phương Tây sẽ phải làm mọi cách có thể để đảm bảo Ukraine giành được chiến thắng toàn diện và đây là một nhiệm vụ đầy thách thức. Ông Timicki cho biết, để hoàn thành mục tiêu này, Ukraine, Mỹ và châu Âu sẽ phải hợp tác để thực hiện một nỗ lực khác mạnh mẽ hơn nhằm chống lại Nga. Nếu sự ủng hộ của công chúng Mỹ và EU dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ và nếu các lãnh đạo phương Tây có thể tăng tốc độ cung cấp viện trợ quốc phòng, cơ hội chiến thắng vẫn còn với Ukraine. Tuy nhiên, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại với Ukraine về sự ủng hộ từ phương Tây trong năm 2024. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine, chiếm khoảng một nửa số vũ khí viện trợ và 1/4 nguồn viện trợ nước ngoài. Nhưng sự chia rẽ tại Quốc hội Mỹ và những tranh cãi đảng phái về vấn đề an ninh biên giới đã khiến nhiều người Ukraine lo lắng. Ông Yuri Makarov, nhà bình luận chính trị của tạp chí Ukrainsky Tizden của Ukraine cho rằng, người Ukraine bắt đầu nghi ngờ về việc Mỹ muốn chúng tôi hạ vũ khí và ký kết một thỏa thuận ngừng bắn không mong muốn với Nga. Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm cho Ukraine và làm trung gian chuyển giao hàng viện trợ từ các quốc gia khác. Tuy vậy, nguồn dự trữ của quân đội phương Tây vốn không lường trước được một cuộc chiến pháo binh lớn đang cạn kiệt. Ngoài ra, Ukraine cũng cần đạn dược cho hệ thống phòng không vì lo ngại máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga sẽ xuyên thủng mạng lưới phòng không bao phủ thủ đô Kiev và cơ sở hạ tầng quan trọng. Những diễn biến không thuận lợi cho Kiev cũng xuất hiện ở châu Âu. Đảng cấp tiến Slovakia có quan điểm thân Nga đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 và tuyên bố sẽ ngừng gửi viện trợ tới Ukraine. Đảng tự do theo đường lối cực hữu hồi tháng 11 thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan. Đảng này cũng đe dọa sẽ ngừng gửi viện trợ cho Ukraine. Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, các nhóm dân túy ở châu Âu đang mở rộng hình ảnh nhanh chóng, họ cũng gây được chú ý tại Mỹ. Nhiều người trong số đó phản đối gửi viện trợ tới Ukraine. Do một số đồng minh châu Âu của Ukraine như Bỉ, Phần Lan, Đức và Romania sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương và khu vực vào năm tới, điều này có thể dẫn đến các rắc rối hơn nữa với Kiev. Kết quả các cuộc bầu cử trên và cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 tại Mỹ sẽ quyết định tương lai dòng viện trợ bổ sung dành cho Ukraine, điều Kiev đang rất cần, theo giới phân tích. Chuyên gia Timicki nói, chiến thắng cho Ukraine là điều có thể đạt được, nhưng người Mỹ và châu Âu cần quyết định xem liệu họ có quyết tâm hỗ trợ Ukraine đến cùng để chấm dứt xung đột hay không. Gần đây, xuất hiện nhiều đồn đoán rằng các đồng minh, các đối tác phương Tây đang hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev không có đột phá nào. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine, trong khi trên thực tế, Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Putin. Sáng ngày 18 tháng 12, Triều Tiên lại tiếp tục phóng thêm một vật thể chưa xác định chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về bờ biển phía đông của Triều Tiên và bay xa khoảng 1.000 km. Theo hãng tin Reuters, khu vực gần sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng từng là nơi Triều Tiên cho phóng các ICBM và bị nghi ngờ là nơi đặt cơ sở lắp ráp tên lửa của nước này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, tên lửa Triều Tiên được cho đã rơi xuống vùng biển phía tây đảo Hokkaido khoảng 1 giờ sau khi phóng. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Miyake bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Theo giới chức Nhật Bản, tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng sáng nay là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn lên đến hơn 15.000 km và có thể với đến bất cứ đâu, kể cả ở Mỹ. Trong phiên họp sáng ngày 18 tháng 2 của Hội đồng Thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN đang diễn ra tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumiko đã lên tiếng phản đối việc phóng tên lửa của Triều Tiên liên tiếp trong mấy ngày qua. Ông Kishida Fumiko phê phán mạnh mẽ rằng hành vi này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đe dọa tới hòa bình ổn định của khu vực, đồng thời kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của các bên đối phó với hành vi này. Cùng ngày, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng đây là mối đe dọa đối với các nước láng giềng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vụ phóng này diễn ra sau chưa đầy 12 giờ. Truyền thông của Triều Tiên đã đăng tải một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng nước này chỉ trích những kẻ bất lương quân sự ở Mỹ và Hàn Quốc, làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc tập trận, phô trương sức mạnh và lập kế hoạch chiến tranh hạt nhân.